Chương trình chúng tôi là chiến sĩ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần tình yêu chiến sĩ. Vâng, một phần chơi rất được quý vị khán giả cũng như tất cả các chiến sĩ đang có mặt tại nhà thi đấu Cần Thơ mong đợi trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ khám phá tình yêu của các chiến sĩ Hải quân đến với chúng ta từ đoàn giang thuyền 962 thuộc quân khu 9. Và hôm nay sẽ là một cách chơi mới lạ chưa từng có trong phần tình yêu chiến sĩ của chúng tôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với cả cặp đôi đầu tiên ạ. Tôi Nguyễn Thanh Nhanh đến từ đoàn C62 quân khu 9. Tôi tên là Lê Thị Cẩm Tú, là vợ của anh Nguyễn Thanh Nhanh. Đến với chương trình hôm nay thì tôi có hai món quà muốn gửi tặng cho chồng của tôi. Món quà thứ nhất đó là hộp kẹo sô-cô-la. Món quà thứ hai đó là khung ảnh hình của gia đình. Để mỗi khi anh ấy làm việc, anh ấy treo trong phòng làm việc các bạn. Cái hình này là khi mà con của chúng tôi được 12 tháng tuổi, chúng em đi chụp hình kỷ niệm. Đối với tôi là người chiến sĩ Hải quân thì là vô cùng quý giá và tôi thật sự hạnh diện vì người vợ của tôi. Em đến chương trình hôm nay thì cũng có dẫn con theo để lên thăm anh ấy. Tôi đã nhìn thấy từ phía dưới kia, đó là một cậu bé trai rất là cáu kỉnh. Đã biết khoanh tay cúi chào tất cả các chiến sĩ ở đây rồi đấy ạ. Tôi là Trần Thiên Tâm, đến từ đơn vị trung đoàn giang thuyền 962 quân khu 9. Em tên Phan Thị Liền, là vợ của chiến sĩ Trần Minh Tâm. Hôm nay em đến đây, em có mang thêm một món quà để tặng cho chồng em. Đó là một đôi giày thể thao. Mong anh rèn luyện sức khỏe cho thật tốt, để anh vượt qua mọi khó khăn,
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em cũng muốn nói với anh một điều là em rất yêu anh. Mình sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau giống như cái này vậy. Tôi tên là Trần Quy Cường, tôi đến từ đơn vị Giang Thiền 962. Em là Nguyễn Thanh Lý, là vợ của anh. Đến với chương trình em có mang theo món quà tinh thần và tất cả tâm tư tình cảm của em gửi đến anh, đó là chiếc thuyền. Gửi đến anh người chiến sĩ hải quân, người lính của biển cả, để anh để vượt qua tất cả bao sóng gió khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ là bảo vệ tổ quốc. Và chiếc thuyền này cũng đồng thời là vượt đưa tình yêu của chúng em vượt qua bao khó khăn trắc trở để đi đến bến bờ của hạnh phúc. Như vậy là chúng ta đã làm quen rõ hơn với cả ba cặp đôi đến tham gia vào phần chơi này. Và luật chơi của chúng ta ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều cái sự thay đổi. Chúng ta xin mời ba chiến sĩ sẽ ra sân khấu, đó là những người sẽ trợ giúp chúng tôi trong phần chơi này. Xin mời. Chúng tôi có tất cả là 5 vòng trái tim với 5 màu sắc khác nhau. Và nhiệm vụ của các cặp đôi đang có mặt trên sân khấu để tham gia thử thách với phần tình yêu chiến sĩ tuần này như sau. Các cặp đôi sẽ phải cùng với nhau đứng trong vòng trái tim của chương trình. Và các vòng trái tim sẽ nhỏ hẹp dần lại. Cặp đôi nào tiến vào vòng trái tim nhỏ nhất và giữ vững được, trụ lại được trong khoảng thời gian lâu nhất sẽ chính là cặp đôi chiến thắng của chương trình. Xin mời các bạn, thời gian chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Xin mời. Và bây giờ trái tim lớn này thì rất đơn giản rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục bước vào các trái tim nhỏ hơn ở phía bên trong. Xin mời bớt đi cho tôi trái tim màu vàng. Và bây giờ xin mời bớt cho chúng tôi trái tim màu đỏ. Công việc của chúng ta là đứng vào ô trái tim màu xanh. Xin mời. Bạn hãy vui. Vẫn rất đơn giản. Có vẻ như chưa có gì là khó khăn cả, bởi vì những trái tim này còn rất lớn. Và xin mời ba đồng chí giúp chúng tôi bớt tiếp trái tim màu xanh này ra. Những tháng năm đồng đội bên nhau, đời lính có khi thật nhớ nhà. Rút cho chúng tôi trái tim màu xanh ra. Một đôi đi loài. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Chỉ còn lại hai đôi, chúng ta kiểm tra thế nào. Đôi này đứng được đâu, thôi nào, đã đứng hết vào trong chưa? Vâng, tôi sẽ đi xe. Hãy chú ý bạn, đứng phải vào trong hôn trái tim màu đỏ. Điều quan trọng bây giờ là thời gian. Chúng ta cùng đến nào. Một. Và như vậy thì chúng ta đã tìm ra được cặp chơi xuất sắc nhất. Đó là cặp chơi đang có một cậu con trai ở đây ạ. Xin chúc mừng các bạn. Và chúng ta cũng sẽ cùng cảm ơn và chúc mừng cho cả hai đôi còn lại. Họ cũng đã tham gia rất xuất sắc ở trong phần chơi này. Và chúng ta cũng sẽ có những phần quà gửi tặng cho họ. Xin chúc mừng đại diện chị.
thưa quý vị khán giả, những chiến sĩ hải quân của chúng ta luôn luôn được coi là những người anh hùng của biển cả, của sông nước. Và họ thì bên ngoài việc hoàn thành những nhiệm vụ của mình để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc thì họ còn là những người cứu giúp nhân dân, còn là những người bạn của nhân dân. Câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị tuần này là một trong những ví dụ cụ thể cho điều đó. Tôi là Đặng Thế Phương, hiện nay đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Long Xuyên. Lúc nào tôi cũng đau đáu tìm lại người đã cứu mình trong một lần gặp nạn cách đây 10 năm. Hình ảnh người chiến sĩ đã in đậm trong tâm trí tôi từ hồi đó. 10 năm trước, tôi còn rất nhỏ nên không nhớ lại được tất cả những gì đã diễn ra. Chỉ kịp nhận ra hình bóng của một anh chiến sĩ mặc quân phục hải quân mà khi tôi tỉnh lại đã được nằm trong bệnh viện. Bây giờ đã là một cán bộ chiến sĩ trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi luôn thầm cảm ơn người đã cứu tôi ngày xưa mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa một lần được gặp lại. Thì khi mà tỉnh dậy thì mình thấy mình nằm trong bệnh viện. Thì nghe gia đình kể lại thì cũng có được mấy anh chiến sĩ của Hải quân là nhảy xuống cứu và mang vào bệnh viện. Thì cho đến nay thì cũng gia đình cũng có tìm để cảm ơn, nhưng mà do điều kiện công tác thì không thể gặp được những chiến sĩ ấy. Thì thông qua chương trình thì cũng mong muốn là được gặp lại cái người đã cứu mình năm xưa để tỏ tấm lòng biết ơn đối với anh ấy đã cứu mình thoát chết và được cho mình cái ngày như ngày hôm nay. Hồi đó vào một buổi chiều trên đường đi học về cùng các bạn, tôi dừng lại ven triền sông đá bóng. Quả bóng bị đá xuống nước. Tôi đã nhảy xuống lấy bóng và không may bị chuột rút. Nghe theo lời kể của những người bạn, tôi được mấy chú hải quân nhảy xuống cứu. Trong số những người xuống cứu tôi, có một người đã nắm được chân tôi và vớt tôi lên bờ sơ cứu. Nhưng thấy tình hình không ổn nên anh ấy đã vác tôi chạy bộ một mạch chừng 1 km đến bệnh viện đa khoa An Giang để cấp cứu. Người chiến sĩ ấy là ai? Khuôn mặt như thế nào? Tôi mới chỉ được nghe qua lời kể của gia đình. Hôm nay chương trình Chúng là chiến sĩ sẽ tạo điều kiện cho anh Đặng Thế Phương, hiện nay đã là một chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Anh đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Long Xuyên. Thì anh có linh cảm hay là có một chút gì đó, có cảm nhận gì và hãy nhìn xung quanh xem đâu là người đã cứu mình, anh có nhớ không? Thật ra thì cái sự việc đã diễn ra cũng khá là lâu, cũng 10 năm rồi. Lúc đó thì cũng thoáng là nhìn thấy anh chiến sĩ hải quân thôi. Nhưng mà khuôn mặt thì chắc giờ gặp lại chắc không thể nào nhớ được. Em không thể nào nhớ được. Xin giới thiệu với anh, đây là anh Hậu. Chúng là anh Hậu. Người đã cứu em. Thì hôm nay đến thăm đơn vị thăm anh thì em cũng không có cái gì phần quà gì to lớn, chỉ có một phần quà nhỏ nhỏ tặng anh và các chiến sĩ đây chúng ta cùng vui vẻ là cảm ơn anh. Từ lúc mà em xuất viện trở về thì gia đình cũng có đến đơn vị để thăm các anh. Cảm ơn anh. Nhưng mà không biết lúc đó anh đi đâu anh Hậu? Lúc đó anh bận đi công tác nên là không có ở nhà, nhưng về cũng nghe đơn vị nói lại. Bây giờ khác ngày xưa ông nhỏ. Thượng úy Lưu Trọng Hậu, người đã cứu Phương trong câu chuyện 10 năm về trước. Họ gặp lại nhau, kể cho nhau nghe câu chuyện ngày xưa, hỏi thăm về cuộc sống hiện tại. Anh Hậu động viên Phương như một người anh, một người đồng đội. Cuộc sống của các chiến sĩ hải quân mộc mạc, giản dị là vậy. Nhưng họ đã làm được những điều thật ý nghĩa. Họ lại đi tiếp con đường của mình, làm nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ chủ quyền vùng biển quốc gia.
giá khơi khi chân mây hồng, thuyền anh giá khơi có ngày chi sóng gió. Vậy là chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ tuần này đã kết thúc. Thêm một cuộc gặp gỡ và thêm những ấn tượng thật tốt đẹp về các chiến sĩ hải quân. Một lần nữa chúng tôi xin dành những lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các cán bộ, các chiến sĩ của đoàn Giang Thuyền 962 thuộc quân khu 9. Còn với khán giả truyền hình thì chúng tôi muốn gửi một lời chúc sức khỏe, chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và đừng quên trở lại với chúng tôi vào tối thứ bảy tuần sau trong chương trình Chúng tôi là chiến sĩ. Hãy vui cùng những người lính trẻ rất yêu đời và luôn mơ ước, ước mơ được giữ trong tim mình những tháng năm đồng đội bên nhau. Đời lính có khi thật nhớ nhà, nhờ gió đem lời yêu thương gửi tới nơi quê nhà, nơi có những vì sao. See you.